Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Mở đầu bản tin dự báo thời tiết hôm nay là tin bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thì từ nay đến cuối năm 2021 còn khoảng 10 đến 12 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông chưa xảy ra. Trong đó có khoảng từ 4 đến 6 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Bà con cần đề phòng các cơn bão mạnh có hướng di chuyển phức tạp trên khu vực Biển Đông trong thời gian tới. Tiếp tục đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, sét, lốc, mưa đá trên phạm vi toàn quốc trong những tháng mùa mưa bão. Ngoài ra, người dân cần đề phòng gió mạnh trên biển do hoạt động của gió mùa Tây Nam ở khu vực Nam Biển Đông từ nay đến hết tháng 9. Gió mùa Đông Bắc từ tháng 11 đến tháng 12 năm 2021 ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông. Mưa lớn có khả năng xảy ra dồn dập trong các tháng 10, tháng 11 năm 2021 ở các tỉnh miền Trung, đặc biệt ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục khoảng 9 đến 12 độ vĩ Bắc đi qua với hoạt động của gió mùa Tây Nam, nên trong ngày và đêm nay ở khu vực Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm trên 24 giờ, có nơi trên 50mm trên 24 giờ. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Bà con cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ. Thưa quý vị, hiện nay trên khu vực tỉnh Lâm Đồng có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa trong 3 giờ vừa qua tại một số nơi như sau: Đông Thanh 118,9mm, Linstrom 83,2mm, Phi Tô 66,2mm, Lạc Xuân 65,2mm. Trong khoảng 1 đến 3 giờ tới, khu vực tỉnh Lâm Đồng tiếp tục có mưa vừa mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50mm, có nơi trên 70mm. Cảnh báo trong 3 đến 6 giờ tới, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ xảy ra trên khu vực tỉnh Lâm Đồng. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các huyện như Đam Rông, Đức Trọng, Lâm Hà. Nguy cơ sạt lở đất và ngập úng cục bộ trung bình tại các huyện Lạc Dương, Bảo Lộc, thành phố Đà Lạt. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 1. Tiếp theo, ngay sau đây sẽ là phần dự báo thời tiết cho các vùng miền trên cả nước. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội có mây, sáng sớm và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Từ đêm nay đến ngày 19 tháng 7, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng thời kỳ từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 7 có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Sang đến thời tiết khu vực phía Tây Bắc Bộ có mây, sáng sớm và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Từ đêm nay đến ngày 19 tháng 7, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng thời kỳ từ đêm ngày 13 đến ngày 16 tháng 7 có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Sang đến thời tiết phía Đông Bắc Bộ có mây, sáng sớm và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Từ đêm nay đến ngày 19 tháng 7, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng thời kỳ từ đêm ngày 13 đến ngày 16 tháng 7 có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Xuống đến thời tiết các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế
có mây, sáng sớm và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Từ đêm nay đến ngày 14 tháng 7, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Từ ngày 12 có nơi nắng nóng, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 7 có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Xuống đến thời tiết, các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Từ đêm nay đến ngày 19 tháng 7, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng thời kỳ từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 7, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Sang đến thời tiết, khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Từ đêm nay đến ngày 19 tháng 7, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Lưu xuống thời tiết khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Từ đêm nay đến ngày 19 tháng 7, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng chiều tối có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Dự báo thời tiết biển. Vùng biển các vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa đến 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa đến 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3, cấp 4. Bắc Biển Đông có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4. Quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4. Vùng giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng Nam Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa đến 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Quần đảo Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa đến 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa đến 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay đến đây đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.